mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. A-di-đà Phật, các vị sư phụ muốn qua sông hả? Dạ phải. Nước ở đây rất cạn, có thể lội qua được. Đa tạ thí chủ. Sư phụ, con có việc gấp muốn qua sông, nhưng nước sông này quá lạnh, mà con thì không thể ngâm nước lạnh được. Gần đây không có cầu nào sao? Dạ có thì có, nhưng phải đi cách đây 4-5 dặm đường. Nhưng con thì đang có việc gấp. Vậy thì thật là khó xử. Sư phụ có thể cõng tiểu nữ qua bên kia sông có được không? Không được, không được. Chúng tôi là người xuất gia. Sư phụ à, người hãy mở lòng từ bi. Con thật sự là có việc gấp. Bằng không... Không được, không được. Bần tăng cõng cô qua sông. Đi thôi, đi thôi. Quỳnh coi. Đa tạ sư phụ. A-di-đà Phật. Hư Vân pháp sư này cũng thật là không tham sắc, là căn bản giới cấm của nhà Phật mà. Chuyên tâm lại Phật đi. Không được, tôi phải gặp ông ta nói lý lẽ. Pháp sư Hư Vân, thầy thật là kỳ cục. Thầy là người xuất gia, làm sao có thể thân cận với nữ sắc? Hơn nữa lại còn là cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp gì đó ở đâu? Trời ơi, thầy đừng giả vờ nữa. Chẳng phải thầy vừa mới cõng cô ta qua sông sao? À, cô đừng đó hả? Vừa qua sông là tôi bỏ cô ta xuống rồi. Sao quên lại cõng cô ta đi xa vậy? Trời ơi, nè. Các thầy đến rồi. Thầy sao vậy? Thầy đây bất cẩn bị trật chân. Thí chủ có thuốc xoa không? Dạ có, để con đi lấy. Các thầy đến rồi. Thầy sao vậy? Thầy đây bất cẩn bị trật chân. Thí chủ có thuốc xoa không? Dạ có, để con đi lấy. Thầy bị thương chỗ nào vậy? Bắp đùi. Còn chỗ này nữa. Hồi nãy thầy không giúp con, nhưng bây giờ con phải giúp thầy đây. Ê... Đừng cử động. Đừng có mắc cỡ như một cô gái vậy. Thầy bị thương như vậy, sao có thể lên đường được chứ? Chi bằng thầy nghỉ ngơi lại nhà của con vài ngày, để vết thương lành lại đi. Thầy ở lại để con chăm sóc vết thương cho thầy. Thầy ơi, thầy xem vết thương của con đây. Hay là mọi người cũng ở lại đây vài hôm rồi lên đường sao? Đường xá còn xa, thời gian cấp bách, chúng tôi không thể kéo dài được. Vậy con... Tất cả tùy duyên về.